Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay công ty Thế Giới Ma Bạch chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm ứng dụng cho các ngành công nghiệp điện. Đây là cái máy dán tem nhãn mặt cơ dành cho những công ty về điện ha. Thì hôm nay mình sẽ tập hợp cái máy này xem bên trong đây có những gì. Chúng ta cùng đi tập hợp đó nha. Vâng, thì đây là bên trong máy. Bên trong máy thì nó có đây. Bên trong máy thì bao gồm một cái thân máy chính, một thân máy chính của nó đây. Ok, mình để đây mình sẽ nói sao nha. Một cuộn mực kèm theo. Là cuộn mực này là 9 mm ha, độ rộng nhẹ nhãn là 9 mm, tương đương với 0,35 inch. Một cuộn mực kèm theo. Đây là và những cái hướng dẫn sử dụng catalog của nó. Trong đây chúng ta có hai catalog, là một catalog hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh ha. Đây, User Guide English, và một catalog hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt luôn cho các bạn dễ sử dụng. Đâu rồi, tiếng Việt. Đây ha, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt luôn. Thì mua về thì chỉ cần mở đây ra và đọc hướng dẫn sử dụng ha, không cần làm gì hết. Rồi, đó là về thông tin sản phẩm. Đây ta đi chi tiết sản phẩm ha. Đây là sản phẩm máy Frotter in tem nhãn dùng để mặc cơ trong các ngành điện công nghiệp. Chúng ta có tới 45 nút và đây là những cái phím để hỗ trợ chúng ta. Trên đây chúng ta có một cái dao cắt ha, dao cắt dùng để khi in xong là chúng ta chỉ việc bấm cái này mà cắt thôi. Ở máy này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta ba độ rộng nhãn là từ 6mm, 9mm và 12mm. Đây là máy này thì sử dụng cái pin 6 cái pin ha, 6 cái pin. Đây, 6 pin chữ A ha, 6 pin chữ A, pin tiểu chữ A. Hoặc nếu mà các bạn không muốn sử dụng 6 pin chữ A thì các bạn có thể sử dụng là pin cục adapter DC AC ha, cục adapter. Đây là những cái tùy chọn không có sẵn nha các bạn phải mua option riêng nhé. Vâng, thì đây mình sẽ lắp nhãn, hướng dẫn cho các bạn lắp nhãn luôn. Mình đã chuẩn bị một cái cụ nhãn này tới 18 ly ha, 18 ly không hợp nhưng mình còn lắp cho các bạn coi nhé. Đây, cách lắp nhãn rất là dễ dàng, chỉ cần cầm đúng hướng cho nó và lắp nhãn vào. Đây, nhãn vào đó, xong khi lắp nhãn vào thì máy sẽ như thế này, rồi lắp pin vào và chạy thôi, tổng hợp lại đây. Chỉ cần đóng hợp lại như vậy là ok được. Vâng, thì đây là máy in tem nhãn dùng mặt để mặt cơ trong ngành điện công nghiệp. Đây. Rất đơn giản ha. Ok.